Văn khấn lễ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con xin kính lạy Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Chế Thắng Hòa Diệu Đại Vương Tối Linh Chí Linh, Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn, Mẫu Đệ Tam Thoải Cung. Hương tử con là Ngụ Tại. Hôm nay là ngày Tại phủ Tây Hồ, phường Quảng Bá, quận Tây Hồ, thành kính dâng lễ vật, cung thỉnh Tam Tòa Thánh Mẫu, Vua Cha Ngọc Hoàng, Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh, Hội Đồng Các Quan, Bát Bộ Sơn Trang, Thập Nhị Quan Hoàng, Thập Nhị Chầu Cô, Thập Nhị Quan Cầu, Ngũ Lôi Thiên Tướng, Ngũ Hổ Thần Quang, Thanh Bạch Xà Thần Linh, Chấp Kỳ Lễ Bạc Chính Giám, phù hộ độ trì cho hương tử con được hưởng gia quyến mạnh khỏe, bình an, đắc lộc, đắc thọ, bách sự như ý. Hương tử con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau khi kết thúc khấn lễ ở các ban thờ, thì trong khi đợi hết một tuần nhang, có thể viếng thăm phong cảnh nơi thừa tự. Khi thắp hết một tuần nhang, có thể thắp thêm một tuần nhang nữa. Thắp nhang xong, vái ba vái trước mỗi ban thờ, rồi hạ tiền vàng đồ mã, đem ra nơi hóa vàng để hóa. Khi hóa tiền vàng, cần hóa từng lễ một, từ lễ của ban thờ chính cho tới cuối cùng là lễ tiền vàng ở ban thờ cô cậu, thờ cô thờ cậu. Hóa tiền vàng xong mới hạ lễ dâng cúng khác. Khi hạ lễ thì hạ từ ban ngoài cùng vào đến ban chính. Riêng các đồ lễ ở bàn thờ cô thờ cậu như gương lược vân vân thì để nguyên trên bàn thờ, hoặc giả nơi đặt bàn thờ này có nơi để riêng thì nên gom vào đó mà không đem về. Hiện nay theo lệ thường, sau buổi lễ tín chủ thường dành một phần lộc nhỏ đặt vào khay cùng với số tiền tùy tâm để biếu lại người thủ đền miếu. Và ở nhiều nơi thờ tự công cộng thường có hòm tiền quyên góp công đức để tôn tạo, xây dựng, duy trì nơi thờ tự. Khách thập phương bước hoặc trước hoặc sau khi cúng lễ xong cũng thường xuất tiền bỏ vào hòm công đức.